đãi vàng trên sa mạc. Từ khi hồng ngọc được người dân phát hiện, ngôi làng nhỏ Ilakaka ở Madagascar bỗng chốc liền trở thành một trung tâm khai thác mỏ với quy mô lớn, hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Những viên hồng ngọc chất lượng cao thường được tìm thấy trong các bãi trầm tích. Bất cứ người nào cũng có thể khai thác chỉ với các công cụ thô sơ như xẻng hoặc tay không. Chỉ cần thò tay ngoắn xuống đất là có một phốc hồng ngọc rồi sao? Phải, tao với mày hẳn sẽ đổi đời với những viên hồng ngọc. Vì khát vọng đổi đời, Madagascar thẳng tiến, anh em ơi! Madagascar ngay trước mặt, hồng ngọc khắp nơi chờ ta nhặt. Wow, những cây baobab ở đây đúng là siêu to khổng lồ thật. Xem kìa, người dân Madagascar cứ quanh quẩn với mấy cái cây không rời. Hết hái quả lại đẻo vỏ. Đúng vậy, trong khi họ đang sở hữu những mỏ đá quý giá trị nhất thế giới. Nếu là tao, chắc chắn đã trở thành tỷ phú ở đây rồi. Nhanh đi thôi. Ủa, sao ông lại quỳ lại cái cây này? Những cây baobab này là cây sự sống của Madagascar. Cây cho chúng tôi nước để uống khi mùa khô hạn, quả để ăn và phải dệt từ vỏ cây. Chúng tôi biết ơn những thứ quý giá mà cây baobab mang đến cho nơi này. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà, một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Tất cả những ai phản bội lại baobab, phản bội lại loài cây linh thiêng của Madagascar sẽ bị trừng phạt. Thế ông có biết đường tới làng Ilakaka đi lối nào không? Thẳng con đường này là tới. Sao hả? Những gì thuộc về tự nhiên, đừng cố công đào xới tranh giành, sẽ tự thân chuốc lấy đau khổ và thất bại. Thật là ngớ ngẩn. Ông có biết điều gì làm nên giá trị của thế giới này không? Phải rồi, những viên đá quý, những thỏi vàng lấp lánh là chân lý của cuộc sống. Chúng mang đến niềm vui thú, hạnh phúc cho thế giới, chứ không phải mấy cái cây vô dụng này. Này chị ơi, đây có phải là làng Ilakaka không? Tại sao trong làng lại vắng vẻ tiêu điều thế này? Các ông muốn tìm kiếm điều gì ở đây? Những người ngoại lai đã khiến ở nơi đây trở nên hoang tàn chưa đủ sao? Tụi tôi đâu có làm gì mà chị nói vậy. Chúng tôi chỉ muốn tới đây để tìm những viên đá hồng ngọc thôi. Đây nè, cô xem đi. Lại là đá hồng ngọc. Máu của những người đàn ông nơi đây đã nhuộm đỏ đất này vì chúng rồi. Ở Madagascar, mọi người có vẻ hay lo lắng về những thế lực siêu nhiên ha. Phải rồi, trên đời này chỉ có quỷ đói là đáng sợ thôi. Không còn gì cả. Hết rồi, giờ chỉ còn những bụi đá quý li ti thế này. Hả? Chúng ta đã cất công tới Madagascar mà không kiếm chác được chút gì sao? Đồ báo lá cải này, rõ ràng trong này nói hồng ngọc ở Madagascar có thể dùng tay cũng bốc lên được hàng vốc mà. Hả? Bài báo này được viết từ 2 năm trước rồi. Mày lôi được thứ xác rưởi này từ đâu ra vậy, Carlos? Thằng cô đi đã đưa nó cho tao mà. Nếu chúng ta tới Madagascar, khu ổ chuột dưới gầm cầu của tao và mày sẽ bị nó chiếm trọn. Hai thằng đàn Carlos và Zeva chắc hẳn đã chết mất xác ở Madagascar.
Chúng mày cứ chết chìm trong giấc mơ hồng ngọc đi. Còn ta, ta sẽ độc chiếm khu gầm cầu này. Chỉ vì mày cả thôi, đồ ngu ngốc này. Sao mày lại đánh kẻ đang cùng thuyền với mày chứ? Nếu không vì mong muốn đổi đời, tao đã chẳng cùng mày tới chỗ khỉ ho cò gáy này rồi. Chỉ tại mày đần độn mới bị thằng cu đi lừa. Tất cả tiền của tao và mày đã dốc hết để đi Madagascar. Tao và mày không những không thể về Mỹ, mà sắp tới còn phải hít không khí để sống kìa. Trước tới giờ tao với mày vẫn sống bằng gì chứ? Chẳng phải nhờ đôi tay thần thánh này sao? Ở chỗ này thì mày móc túi được ai hả? Chẳng lẽ là mấy người thổ dân đóng khố ngoài kia hả? Ôi đau đầu quá đi. Tìm cái gì ăn trước đã rồi nghĩ tiếp mày. Ừ mà có gì để ăn chứ? Chết tiệt. Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng ta hoàn toàn có cách giải quyết những rắc rối của các anh. Đừng có lừa chúng tôi đấy. Bọn này đang điên tiết vì bị bọn báo lá cải lừa đảo đây. Hãy quên bọn lá cải ấy đi. Cái này bằng giá của mấy viên đá quý hồng ngọc mà các anh sẽ phải vất vả tìm kiếm. Nhưng chỉ cần nghe theo lời tôi, mọi việc rất đơn giản và tất cả chỗ này là của các anh. Trời ơi, chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Hẳn là thần linh đã khiển trách chúng ta rồi. Chỉ là mấy cái cây thôi mà, ông đừng nói quá lên chứ. Thật là khờ quá mà. Một cái cây thì cần quái gì phải cảm ơn. Bào báp là loài cây có sức sống bền bỉ, dù trong môi trường khắc nghiệt nhất, chắc chắn đã có kẻ xấu làm hại cây rồi. Đúng rồi, phải tìm ra bọn xấu xa đó. Phải rồi, truy tìm chúng thôi. Không, trừng phạt kẻ ác là việc của tạo hóa. Dân làng Ilakaka từ nay sẽ không ăn không ngủ để bảo vệ bao báp, loại cây linh hồn của Madagascar. Quyết tâm, quyết tâm, quyết, quyết tâm, tâm, quyết, quyết tâm. Tâm. Đuổi theo kẻ gian, bắt bằng được quân độc ác đã bắn tên tẩm độc vào bao báp. Ta thành công rồi, đổi đời rồi. Carlos, bảo cứu tao. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Bao chuẩn bị đồ, có phi vụ cực thơm cho ta với mày đây. Một thằng nhà giàu chết tiệt muốn xây dựng khu khách sạn cao cấp ở Madagascar, nhưng lũ mọi dân ở đó không chịu. Hắn muốn tao và mày đến đốn mấy cây bao báp ở đó. Việc đơn giản phải không? Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Là Madagascar bao báp. Quên đi, tao với mày sẽ phải trả giá ở Madagascar, thậm chí phải mất mạng nếu làm công việc tội lỗi ấy. Bên công trường đang kiếm thợ xây kìa, mày tao và mày qua đó đi. Hả? Lại đi bê gạch sao? Đúng vậy, kiếm những đồng tiền chân chính sẽ giúp chúng ta no bụng và gối đầu ngủ ngon, thay vì việc trả một cái giá quá đắt bởi những việc làm phi pháp đấy. Chuyện của vện. Nào, vện giỏi lắm. Dũng, em có thể bảo con cúng ngừng sủa không? Ồn ào quá, chị còn phải học bài. Chị xuống chơi đi, con vện đáng yêu lắm mà. Mẹ mới mua nó cho em đấy. Hừ.
để chị bôi thuốc cho em nha. Đồ đáng ghét, chết mày này, mày dám động đến công chúa của tao hả? Không sao đâu, không sao đâu. Sao chị lại ngược đãi vệnh như thế hả? Ngược đãi cái gì? Em không thấy là con mèo của chị bị nó tấn công thế này à? Nhưng con mèo tranh đồ ăn của cúng trước. Cái loài chó xấu xí, tối ngày chỉ biết sủa inh ỏi, đến mà ghê. Không hiểu sao mẹ và em lại thích chúng. Chị đừng nghĩ xấu về chúng như thế. Chó là loài động vật rất trung thành và sống tình cảm nữa. Chị thử làm bạn với vệnh xem. Không thèm. Đi ra đi. Mèo mèo. Biến đi chỗ khác, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Tối nay ba mẹ và em Dũng có việc nên về trễ. Con nhớ cho vợ ăn uống tử tế. Mà mẹ thấy em Dũng nói là nhiều lần con đối xử không tốt với vợ đâu nhé. Làm gì có chuyện đó ạ? Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Mày đừng hòng ra ngoài làm phiền tao nha. Con vợ đáng ghét lại sủa bậy rồi. Mình phải xuống cho nó một trận mới được. Chị sẽ băng bó cho em. Sam và tiệm giặt ủi. Mẹ ơi, con về rồi. Chào con yêu. Mẹ ơi, ngày mai có ngày hội đấu gối ở quảng trường đấy mẹ ạ. À, sẽ có một cơn mưa lông vũ tuyệt đẹp như mưa tuyết ấy mẹ. Vậy sao? Mọi người sẽ dùng gối chiến đấu với nhau cho đến khi chiếc gối rách tung ra. Nỗi buồn sẽ bay theo lông gối mẹ ạ. À, quyết liệt thế cơ à. Mẹ đi cùng con nha. Vui lắm đấy ạ. À, được rồi, mẹ sẽ đi. Sarah! Sarah! Sam, cậu đi đâu về thế? Tớ vừa ở tiệm giặt ủi về. Cho cậu này. Wow, đẹp quá. Cảm ơn cậu. À phải rồi, mai cậu có đi ngày hội đấu gối không? Mai tớ lại có việc bận rồi. Cậu đi vui nha. Tạm biệt. Chiếc mũ đẹp đấy. Vâng ạ. À, là Sam cho con đấy ạ. À, thôi, con lên vẽ gối đây. Mẹ, nhìn kia. Tiến lên. Cháu có muốn cô giúp không? À, dạ không ạ. À, cảm ơn cô. Mẹ ơi, về thôi, con nóng quá rồi. Sarah này, tại sao hôm nay con không rủ bạn Sam đi cùng? Bạn ấy bận mẹ ạ. À, tiệm giặt ủi nhiều việc lắm. Con có muốn mua cho Sam một cây kem để cảm ơn về chiếc mũ hôm qua không? Hay đấy mẹ ạ. À, Sam! Sam ơi! Sarah, chào cô ạ. À, cho cậu này. Cảm ơn cậu về chiếc mũ hôm qua. Cảm ơn cậu. Ờ, cái gối này cậu lấy ở đâu ra vậy? Ờ, tớ lượm ở quảng trường lúc sáng. Thế mà hôm qua cậu bảo bận không đi được.
lại nhặt đúng cái gói của tớ nữa mới hay chứ. Sarah, có thể Sam đến không phải để đấu gói như con, đúng không Sam? Nhanh lên mẹ ơi. Bà ơi, cháu tặng bà chiếc gối này. Chúc bà ngủ ngon ạ. Cảm ơn cháu. Bà cháu nói ban ngày họ rất vất vả, ban đêm họ đáng được ngủ ngon, nên cháu và ba sẽ thu lại những chiếc chăn cũ bẩn, mang về tiệm giặt, tối hôm sau trả lại cho họ. Hôm nay họ còn có thêm cả gối nữa, chắc là ngủ sẽ ngon lắm mẹ nhỉ? Đúng đấy, gối em thế này cơ mà. Năm sau tớ sẽ không chơi đấu gối nữa đâu. Bọn mình cùng đi lượm bông về nhồi gói nha. Nhất trí nha. Nhất định thế. Mẹ sẽ làm tài xế giúp hai bạn vận chuyển gói. Quyết tâm. Vì sao? Này, Tí, mày chăn trâu kiểu gì để nó ăn hết lúa nhà người ta thế hả? Trời ạ, lại con trâu được phá phách. Tháng này, tao trừ tiền công. Thật là làm thuê ngày chỉ đủ ăn, thế mà còn trừ tiền, thì tháng này biết sống thế nào đây? Lại có chuyện gì mà yếu xịu thế kia? Tôi ngủ quên để trâu ăn lúa của người ta, rồi bị tay chủ trừ cả tháng tiền công, giờ con biết sống thế nào đây? Hai đứa mình mồ côi từ nhỏ, làm thuê cho người ta mãi cũng chỉ đủ ăn. Tôi đang tính bỏ làng đi làm ăn xa đây. Anh có đi cùng tôi không? Anh tính đi đâu? Tôi cũng muốn đi lập nghiệp lâu lắm mà chưa có cơ hội. Tôi nghe nói trong núi phía đông có mỏ than rất lớn. Chúng ta chịu khó vào đó đào than, sau đó mang than đi bán, rồi chúng ta sẽ có tiền mua gạo, không bị đói nữa. Thế thì còn gì bằng, rồi chúng ta sẽ giàu to. Thế ngày mai chúng ta đi luôn chứ? Ừ, hẹn ngày mai nhé, tại đây nha. Đến nơi rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu công việc thôi. Ừ, sắp đổi đời rồi. Tôi nghĩ ngọn núi bên kia thế nào cũng có than. Giờ chúng ta chia nhau ra, anh đào phía đông, còn tôi vào trong phía tây ngọn núi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mỏ than. Được đấy, tôi sang phía đông đây. Có than rồi, có tiền rồi, có tiền rồi. Bao ngày cực nhọc vất vả, hôm nay phải đánh chén một bữa mới được. Thật là bỏ công, bao ngày vất vả. Cố lên, cố lên, cố lên. Ông chủ, đây là gạo mà vợ ông đặt mua. Tôi để chúng ở đâu? Ờ, trời ơi, có phải Tí không? Tí ở làng Hạ không? Tèo, đúng là anh Tèo rồi. Sao lại đến nông nỗi này? Tôi nghĩ anh đào được nhiều than, phát tài rồi chứ. Ngày xưa, khi ông sang ngọn núi bên kia, tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Thế rồi... Rồi sao? Ngày nào tôi cũng đào được một xe than lớn, sau đó kéo ra chợ bán. Được bao nhiêu, tôi tiêu bấy nhiêu. Than nhiều vậy, cũng đủ đi ông khai thác chứ, sao lại đến nỗi này? Tôi nhận ra rằng nhu cầu của người ta là vô hạn ông ạ. Tôi muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được xem chọi gà, muốn có các cô gái vây quanh mình. Tiền tôi kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ những nhu cầu ấy. Rồi đến một ngày bỏ than có rất nhiều người đến khai thác,
tôi kiếm được chẳng đáng là bao. Tôi lại về đi làm thuê đến giờ. Còn anh, làm sao anh có được cơ ngơi hôm nay? Đừng nói với tôi anh lấy được một bà vợ giàu kết xù đấy nha. Tôi ban đầu cũng đào thang như anh, nhưng tôi hàng ngày ăn tiêu dè sẻn để ra được chút vốn. Tôi thuê một tớp thợ khai thác than cho tôi. Khi có nhiều tiền hơn, tôi mở cửa hàng, thu mua than từ những người khác rồi bán lại, sau đó gây dựng được một cơ ngơi như giờ. Ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi nghèo còn anh giàu. Anh hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi, giờ anh hãy ở lại đây với tôi, bắt đầu lại, chưa bao giờ là muộn hết. Vâng, cảm ơn anh. Mùa đông ấm. Trời lạnh lắm, đóng cửa xe vào đi con. Con không lạnh đâu, vì có chiếc khăn ấm áp và chiếc mũ len của mẹ tặng rồi mà. Trời lạnh thế này mà bạn kia chẳng đội mũ, cũng chẳng quàng khăn mẹ ạ. À. Ừ, chắc bạn ấy không thấy lạnh. Bạn ấy khỏe thật đấy. Hóa ra là bạn Lam đấy mẹ. Mẹ đi từ từ thôi. Lam, Lam ơi. Lam, lên xe đi, mẹ tới chợ tới trường. Thôi, không cần đâu, tớ đi bộ được rồi. Cậu lên đi, ngoài trời lạnh lắm, mà trường còn xa nữa. Chị nói đúng đấy, lên đây cô chở tới trường luôn. Dạ thôi cô ạ, cũng sắp tới trường rồi. Với lại cháu đi bộ thế này tiện thể dục luôn ạ. Tớ đi bộ thế này ấm lắm, không lạnh như cậu ngồi trên ô tô đâu. Thôi cậu với mẹ cứ đi đi. Thế à. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Chào các cậu. Cậu có khăn mới à? Đẹp thế. Ừ, lại còn ấm nữa. Tớ chẳng thấy lạnh tí nào. Lam, Lam, cậu không lạnh hả? Tớ không thấy lạnh lắm. Cậu nói dối. Nhìn mũi cậu kìa, đỏ hết lên rồi. Cho cậu mượn khăn này, quàng đi, ấm lắm đấy. Cảm ơn cậu, nhưng cậu dùng đi, tớ quen rồi, không cần đâu. Chi à, xong chưa con? Con xong rồi đây. Chết, con quên một thứ. Mẹ chờ con nhé. Cái con bé này. Chi, con lấy chiếc khăn này ở đâu ra vậy? Mẹ chưa từng mua cho con mà. Dạ, dạ. Con đã lấy của ai? Nói mau đi. Mẹ có bao giờ để con thiếu thốn gì đâu mà con phải đi lấy của bạn chứ. Không phải đâu ạ. Là con đã mua nó. Là con gom tiền tiêu vặt để mua. Sao lại phải mua chứ? Khăn, mũ, cả bao tay mẹ mua cho con chưa đủ ấm hay sao? Không phải đâu mẹ. Nó ấm lắm rồi. Vậy thì tại sao? Bạn cùng bàn với con, bạn Lam ấy, không phải bạn ấy không thấy lạnh đâu, mà bạn ấy không có khăn, mũ và bao tay giống con mẹ à. Ba mẹ bạn ấy mất rồi, bạn ấy sống cùng bà ngoại, nhưng mà bạn ấy nghèo lắm. Bạn ấy thà chịu lạnh cống chứ nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Mùa đông đến, con và các bạn khác ở lớp ai cũng được mua khăn, mua mũ rất ấm, chỉ có Lam là không có thôi. Vì thế, con đã để dành tiền tiêu vặt mua thêm một cái khăn như vậy để bên cạnh. Con sẽ nói với Lam rằng con đảng trí đem theo hai cái khăn mà không biết và cho bạn ấy mượn một chiếc. Chỉ có như vậy bạn ấy mới chịu nhận thôi mẹ ạ. À. Mẹ hiểu rồi, mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con. Nhưng mà lẽ ra con nên nói với mẹ chứ. Mẹ con mình có thể cùng nhau giúp đỡ bạn ấy mà. Dạ vâng, hy vọng năm nay bạn ấy sẽ không bị lạnh nữa. Phải rồi, chúng ta sẽ cùng làm cho bạn ấy có một mùa đông thật ấm áp. Nào, đi học thôi. Khăn ơi, hãy giữ ấm cho bạn ta, khăn nhé.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.